Chính quyền chủ động trong học tập này đã giúp mình bớt căng thẳng và tối ưu hóa được điểm số trong thời gian ngắn. Và mình có thể cảm nhận được sự tiến bộ của mình rõ rệt trong từng ngày. Xin chào tất cả mọi người, mình là Lại Thùy Linh. Mình là 2K5 vừa trải qua kỳ thi tuyển sinh vào đại học năm 2023 với số điểm 25,3 khối D00. Hiện tại mình đang là tân sinh viên ngành hệ thống thông tin quản lý của Học viện Ngân hàng. Hôm nay mình rất vui khi có cơ hội đồng hành cùng Học Mãi để chia sẻ những trải nghiệm ôn thi đại học của mình cũng như những tips ôn tập mà mình rất tâm đắc. Đây cũng là chìa khóa đã giúp mình hiện thực hóa ước mơ trở thành tân sinh viên Học viện Ngân hàng. Trước khi bắt tay vào làm một việc gì đó thì mình nghĩ là chúng ta cần biết mình đang đứng ở đâu và muốn đi đến đâu. Điều này đúng trong tất cả các trường hợp, đặc biệt là với những bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời như thi đại học. Trong suốt những năm trung học phổ thông, đặc biệt là lớp 12, mình đã đặt cho mình một mục tiêu là trở thành tân sinh viên của Học viện Ngân hàng. Việc có được mục tiêu giúp mình vạch ra được định hướng rõ ràng hơn, biết mình cần phải làm gì, hoàn thiện những kỹ năng gì, tập trung vào những môn học nào, từ đó xây dựng lộ trình cụ thể theo từng giai đoạn để đảm bảo là mình không đi chệch quỹ đạo. Khi quyết định lựa chọn Học viện Ngân hàng, mình đã tìm hiểu trước về các thông tin tuyển sinh của trường và được biết là trường sẽ xét tuyển các khối A và D. Ngoài ra, trường còn sử dụng kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực dựa trên những thông tin tuyển sinh mình tự tìm hiểu và căn cứ vào năng lực của bản thân. Mình quyết định sẽ tập trung vào các môn học trong tổ hợp là D00, Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Cùng với đó, mình tham gia thêm kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội để nhân đôi cơ hội cho mình. Thường thì mình sẽ chọn hai thời gian học chủ yếu là ở nhà, là dậy từ sáng sớm hoặc là thời điểm chiều tối. Trong thời gian này, mình sẽ dành ra 30 đến 45 phút mỗi sáng để học tiếng Anh. Còn buổi chiều từ 5 đến 7 giờ mình sẽ học văn. Vì môn này cần sự học thuộc và nhớ lâu nên học thời điểm này sẽ tránh buồn ngủ. Còn tầm từ 8 rưỡi đến 11 giờ mình sẽ làm các bài tập toán và ôn lại kiến thức một ngày để ghi nhớ kiến thức lâu hơn. Theo như bản thân mình thì mình thấy mình sẽ dành ra 5 đến 6 tiếng để học ở nhà và 7 tiếng để học ở trên lớp trong mỗi ngày. Bên cạnh việc ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì mình còn dành thời gian để ôn tập cho kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội. Điều này đồng nghĩa với việc mình cần cân đối thời gian để chia sức cho cả hai kỳ thi. Nên nào, ngoài ba môn chính là toán, văn, anh thì mình sẽ dành thêm thời gian để ôn thêm các môn trong bài thi đánh giá năng lực là lý, hóa, sinh, sử, địa. Việc ôn thi thêm một kỳ thi có thể khiến mình mất nhiều thời gian hơn. Tuy nhiên, mình không cảm thấy hối hận vì quyết định này của mình, bởi vì nếu có kết quả tốt thì đó cũng chính là cánh cửa để mình bước chân vào đại học. Còn nếu không được như kỳ vọng thì cũng chẳng sao, bởi vì mình nghĩ đây là cơ hội rất tốt để mình đánh giá lại năng lực của bản thân sau một thời gian dài rèn luyện, để mình biết mình đang thực sự đứng ở đâu so với đối thủ để kịp thời thay đổi và sửa sai. Nói chung là được ăn cả ngã chẳng mất gì, nên mình nghĩ các bạn hoàn toàn có thể thử sức với kỳ thi này. Nếu các bạn chăm chỉ và đầu tư thời gian, công sức ôn tập đã là một điều rất tốt, nhưng sẽ còn tuyệt vời hơn nếu các bạn có một chiến thuật ôn thi đúng đắn. Có một số tip mình đã áp dụng trong quá trình ôn tập và nó thực sự đã tạo ra hiệu quả rõ rệt đối với mình. Đầu tiên, các bạn hãy thiết lập mục tiêu và bắt tay vào ôn thi càng sớm càng tốt. Mình đã bắt đầu ôn thi từ tháng 7 trong kỳ nghỉ hè. Thứ hai, hãy có kế hoạch cụ thể. Bạn không nên tham lam học tất cả các môn trong một ngày mà hãy chia nhỏ nó ra. Hãy lập ra một bảng ưu tiên các nội dung bạn cần ôn và lập kế hoạch từng ngày, từng tháng. Môn nào mình yếu thì dành thời gian nhiều hơn cho nó. Thứ ba, nhất định bạn phải chú ý đến kiến thức căn bản, đừng tham điểm cao mà ôn những kiến thức nâng cao. Khi căn bản còn chưa vững, thay vào đó hãy ôn đến đâu chắc đến đó, phần nào vừa sức mình thì ôn thật chắc để đảm bảo không bị mất điểm. Thứ tư là đừng quên việc tập ôn lại kiến thức trong từng giai đoạn. Sau một thời gian ôn thi, hãy thử làm một số bài kiểm tra để đánh giá lại kiến thức của mình. Thứ năm, nhất định bạn phải dành thời gian cho việc luyện đề, nhất là ở giai đoạn nước rút. Khi luyện đề, bạn sẽ dần quen với cách làm bài và chủ động phân bổ thời gian cho phù hợp nhất với từng câu, từ đó gia tăng cơ hội đạt điểm cao. Và một điều nữa cũng rất quan trọng trong suốt hành trình của mình, các bạn không nhất thiết phải đi một mình, hãy tận dụng sức mạnh từ những nguồn lực xung quanh như thầy cô, bạn bè hoặc đơn giản nhất là sự lựa chọn một người đồng hành, một khóa học uy tín để giúp cho hành trình vào đại học của mình dễ thở hơn. Mình quyết định đặt niềm tin vào Học Mãi là người bạn đồng hành cùng mình trên chặng đường này. Mình biết đến Học Mãi nhờ một chị khóa trên đã chia sẻ cách học nhiệt tình. Việc tham gia học cùng Học Mãi thực sự đã tạo cho mình những thay đổi rất tích cực trong quá trình ôn thi. Mình hoàn toàn được chủ động trong việc lựa chọn thời gian. Một trong những điều mình thích nhất ở khóa học là lộ trình rõ ràng đã được thầy cô vạch sẵn. Mình chỉ cần ôn tập nghiêm túc theo hướng dẫn của thầy cô thôi, bởi vì trong khóa học đã bao gồm cả các bài giảng kiến thức, tài liệu, ôn tập và đề tự luyện. Nếu khó thì có thể để lại câu hỏi để thầy cô giải đáp, nên mình có thể yên tâm ôn luyện mà không phải rơi vào tình trạng giống như trước đây là hoang mang, không biết học từ đâu. Có rất nhiều tips, mẹo, làm bài hay mà nếu không tham gia khóa học cùng thầy cô mình sẽ không thể nào biết tới. Mình đặc biệt thích cách giảng bài của cô Quỳnh An vì mình là một người đam mê về văn chương nên kiến thức cô dạy mình rất dễ tiếp thu và ghi nhớ lâu. Trong lúc dạy, cô cũng rất là vui tính, nhiệt tình và giúp đỡ chúng mình để học được một cách hiệu quả nhất. Mình từng cảm thấy rất áp lực vì không thể cân bằng giữa các lịch học, nhưng luyện thi online với Học Mãi đã giúp mình giải quyết vấn đề này vì mình có thể điều chỉnh học bất cứ lúc nào theo thời gian rảnh. Chính quyền chủ động trong học tập này đã giúp mình bớt căng thẳng và tối ưu hóa được điểm số trong thời gian ngắn.
và mình có thể cảm nhận được sự tiến bộ của mình rõ rệt trong từng ngày. Trên thang điểm 10 thì mình nghĩ mình có thể chấm cho học mãi 9.25/10. Có một số điểm trừ khiến mình chưa thể chấm tuyệt đối, nhưng điều này hoàn toàn không gây ảnh hưởng đến chất lượng và trải nghiệm cá nhân của mình. Khi tham gia khóa học, mình cũng nghĩ rằng sẽ không có một thầy cô hay khóa học nào có thể thần thánh đến mức khẳng định các bạn học là đỗ 100%. Nhưng nếu như các bạn không đầu tư thời gian và công sức vào nó, nhân cơ hội này thì mình cũng xin gửi tới một lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô học mãi vì trong năm học vừa qua đã giúp đỡ mình trong học tập cũng như luyện thi để mình có được kết quả như hiện tại. Cảm ơn học mãi đã tận tình, nhiệt huyết giúp đỡ và hỗ trợ mình nói riêng và các bạn trong cả nước nói chung. Hy vọng thầy cô sẽ luôn giữ được sức khỏe, nhiệt huyết trong sự nghiệp chồng người để đưa những thế hệ học sinh tiếp theo của Việt Nam cập đến tương lai. Các em 2K6 ơi, chị có đôi lời muốn nhắn với các em là chúng ta dù sinh ra không được ở vạch đích nhưng chúng ta hãy cố gắng chạy thật nhanh đến vạch đích của mỗi người. Chỉ cần có ước mơ, có khát vọng và nỗ lực hết mình thì chúng ta chắc chắn sẽ đạt được mọi điều mà mình mong muốn. Dù bạn không phải là người giỏi nhất nhưng bạn phải là phiên bản tốt nhất, hoàn hảo nhất cho cuộc đời của chính mình. Các em hãy cố gắng học tập thật tốt, quyết tâm nhất để đỗ được vào đại học mà mình mong muốn nhé. Và điều đó chị tin rằng ngoài bản thân các em ra thì lựa chọn học mãi từ sớm là điều đúng đắn. Đây là những chia sẻ từ cá nhân của chị. Chúc các em 2K6 học tập thật tốt và ôn thi thành công nha. Thi đại học khó, có học mãi lo. Giải pháp toàn diện luyện thi đại học 2024. Học mãi, học là đỗ trường tốt.